MCS. Các bạn có thể hoàn toàn mặc vừa. Thì đối với cái áo này mình mặc cũng hơi rộng. Trời, kim móc sử dụng là kim 3.0. Đấy. Rồi, các bạn chúng ta sẽ tiến hành thực hiện ha. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ khởi tạo cho mình một đoạn móc xích có chiều dài là từ đây qua đây ha. Thì đối với cái đoạn móc xích này á, thì nó sẽ có một số lưu ý như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình, khởi tạo cho mình là 57 mũi. Rồi, sau khi mà các bạn đã có được một cái đoạn dây xích gồm có 57 mũi bính, thì 57 mũi bính này nó sẽ gồm có 3 mũi để mình quay kim á. Rất là bình thường khi mà các bạn móc đoạn dây xích, các bạn muốn móc hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên 3 mũi bính đúng không ạ? Thì ở đây là cái đoạn dây này nó đã bao gồm luôn cả 3 mũi bính đó, cho nên là bây giờ các bạn sẽ móc cho mình cái mũi thứ cũng mũi bính. Mình bắt đầu mình lên 3 bính. Thì để cho nó tiện á, thì mình sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên này thôi. Bỏ cái chân này. Mình thực hiện 3 mũi tăng 1 đầu tiên. 2 ạ.
Khi các bạn đếm thì các bạn đếm tính luôn cả cái dây xích nha. 1, 2, 3. Bắt đầu thêm 1, 1. Thì tiếp tục là các bạn sẽ thực hiện là 3 mũi tăng 1. Thank you.
3 mũi móc xích, 1 mũi móc ghép vào cái chân mà mình mới vừa móc luôn. Hai mũi móc xích cách ra 5 chân. Mình đếm nhé, 1, 2, 3, 4, 5, móc vào chân thứ 6, 1 mũi móc ghép, 3 mũi móc xích, 1 mũi móc ghép vào cái chân mình mới vừa móc xong. Thực hiện như vậy cho đến khi còn lại trên kim là 3 mũi cuối cùng thì các bạn dừng lại. Rồi sau khi mà đến cái cụm 2 mũi kép như thế này cuối dòng á, thì các bạn sẽ móc tiếp tục 3 mũi kép ha. Mình thực hiện xong dòng số 3, khởi tạo cái hàng đầu tiên của cái mẫu hoa văn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đến móc bấm hàng trái. Móc vào cái mũi móc xích tiếp theo.
nhé. Tương tự như vậy, các bạn cũng thực hiện cho đến hết dòng. Rồi, mỗi một kép đầu tiên vào mũi chính chữ của dãy móc xích ha. Các bạn lưu ý nhé là mình phải bỏ qua cái đoạn 2 mũi móc xích này nha. Mình cũng sẽ bỏ qua cái chân này thôi. Bỏ qua cái chân này. Mình móc 3 mũi. Mũi móc xích thứ hai không thì là cái mũi móc xích ở giữa ba mũi á, rồi làm móc cho mình một mũi móc kép đúng không ạ? Ba mũi móc xích. Rồi, tiếp tục 2 mũi móc xích. Rồi, lại một mũi móc đơn vào cái dãy 2 mũi móc xích của hàng trước ấy ạ. Bạn làm thế nào cũng được ạ. Tiếp tục 2 mũi móc xích. Rồi, thực hiện tiếp tục là
vào cái cụm ở chỗ đây là một mũ kép, hai mũ kép cùng chân cắt 3 mũi bính. Tức là các bạn vừa mới thực hiện là mình vừa thu một cái, tức là cái cụm hoa văn của nó là nó sẽ như thế này ạ. Nó sẽ có một cái cụm hoa văn là gồm có hai mũi móc kép cùng chân cắt nhau 3 mũi bính. Thì ở đây á, mình đã thay cái cụm hoa văn nó bằng hai mũi móc kép như thế này. Thì cái khoảng chỗ này là mình đang vừa mới thu vào hai mũi và mình rồi tiếp tục các bạn sẽ móc thêm mà hai mũ xích, hai mũ móc kép như bình thường. Rồi, như vậy là ở đây là mình sẽ tăng lên là 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi móc xích đúng không? 5 mũi móc kép rồi ạ. Cái cụm hoa văn nó sẽ bị giảm đi hai cụm nha các bạn, nó giảm đi cụm này và nó giảm đi một cái cụm ở đây. Rồi. Và tiếp theo các bạn sẽ móc như sau. Các bạn ở đây mình có hai mũi móc xích, móc mỗi mũi một chân, một mà móc mỗi chân một mũi móc kép ạ. Thank you.
Dạ, 2 muỗng mút xích. Rồi, qua đây, các bạn móc vào cái mũi móc xích thứ hai của cái chuỗi 3 mũi móc xích. Một, hai, ba mũi móc xích. Rồi, quay trở lại cái chân này luôn. Một mũi móc kép tiếp. Hai mũi móc xích. Rồi. Cắt qua chỗ này nhé. Mình sẽ móc một mũi móc kép vào cùng hoa văn. Đây. Bỏ qua chỗ này. Ba mũi móc xích, một mũi móc kép quay trở lại cùng chân vừa rồi. Rồi cái quy luật hoa văn của nó là cứ các bạn là 2 mũi móc kép cùng một chân, cho nên 3 mũi móc xích. Thì cái dòng tiếp theo á, nó ở đây các bạn có 2 mũi móc xích nè. Thì ở trên đây các bạn sẽ có 2 mũi móc xích móc ngay vào cái chân đấy luôn. Đây, tức là cái hàng tiếp theo đó, các bạn vẫn móc ở đây là 2 mũi móc xích cùng chân, cách 3 mũi móc xích. Nhưng mà tuy nhiên ở đây 2 mũi móc xích thì cái hàng tiếp